quá trời đông luôn mọi người ơi, 20 Tết. Vợ chồng mình đi bảo dưỡng xe để chuẩn bị cho cuộc hành trình đi chơi Tết các bạn đi Tây Bắc nha. Trước khi đi xa là chúng ta phải lên bảo dưỡng, bảo trì xe hay nhớt các kiểu. Tiếp thật, đông quá đông luôn, dịp cuối năm. Chín giờ 15 phút rồi con, 9 giờ vời 15 phút tối rồi đấy. Chuẩn bị lên đi ngủ đi con. Wow, gió nó mạnh. Chín giờ 15 phút. Kho thịt gà là món gà luộc. Ui, cái hoa đào đẹp quá. Hôm nay là chiều ngày mùng 3 Tết, hết Tết rồi mọi người ơi. Đẹp không? Cái hoa đào lý tưởng nha, nở hoa đẹp thật. Xong nay ngày mùng 3 tự nhiên buổi chiều nó lại lạnh, gió, mưa. Hay thật. Cái đào nhà mình đẹp quá. Hello các bạn, hôm nay là mình đang chuẩn bị một cái công tác gọi là để mình với vợ hằng ao ước, dự định. Phải nói là cả mấy năm nay rồi. Năm nay mình quyết định là mùng 4 Tết, hôm nay là ngày mùng 3. Vợ chồng mình sẽ có chuyến đi phượt xuyên Việt, đi ra Hà Giang các bạn nhé. Đây là chiếc xe của mình, Xpander Cross, đồng hành với mình hơn 2 năm rồi. Đây thì đây là cái chuẩn bị của mình các bạn này. Rồi, mình bật cái đèn lên. Trên này là có nước uống, 6-7 quả dừa. Đây, nói từ tư trang. Chuẩn bị từ trưa chiều. Ôi giời ơi, hôm nay mùng 3 ông bà. Và cũng bốt quần áo nên gọi là chiều cũng chạy sang bên kia. Bây giờ lại ví bắt đầu được. Đây thì mình nhà xong này là đầy đủ này, đồ ăn này, xong này là đồ ăn này, thịt gà này, nồi này, bếp này, mắm muối này, nói chung là rất là nhiều lắm các bạn ạ, rất là nhiều luôn. Đấy, đây là ba lô quần áo của ba mẹ con, còn có mình một cái trên này nữa. Đây là cái la mà mang cái máy tính đi để làm video cho các bạn xem. Số này thì mình có chạy chăn để cho nó cú nhóc nhà mình nó xuống nó ngủ các bạn nhé. Rồi nhà mình sẽ ngủ lều, tức là ra ngoài đó cũng sẽ có người quen, nhưng mà nhiều khi chặt quá thì mình sẽ ngủ lều. Lều thì mình sẽ dựng lên trên này. Đó, các bạn vào kênh Hiếu Vật Vờ để theo dõi cuộc hành trình xuyên Việt của vợ chồng mình các bạn nhé. Đi một cuộc hành trình khá là xa luôn. Cả đi cả về nó nằm tầm khoảng 5.000 hơn 5.000 cây. Mình sẽ đi hành trình của mình là đi Nghệ An,
Đến đầu tiên có mình Nghệ An, chơi Nghệ An vào thăm nhà các cậu. Xong đó sẽ đạp ra ngoài Thái Nguyên chơi nhà cô em kết nghĩa. Sau đó có thể là đi lên Tuyên Quang hoặc là đạp thẳng lên Hà Giang luôn. Họ chơi trên Hà Giang một số địa điểm vài ngày. Sau đó mình sẽ vòng về Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Bình. Wow, một hành trình nhà vòng tròn xuyên Việt. Đây là em Xpander Cross của mình. Trước khi đi thì mình cũng đã đi bảo dưỡng xe, cân lại áp suất lốp, đổ nước làm mát thì lúc không phải đổ, lúc đi mình đi kiểm tra là các em nó đổ rồi. Kiểm tra nước lọc kính đầy đủ hết. Nói chung là mọi công tác chuẩn bị của mình là rất là ok rồi. Ok, chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai để tiến hành đi các bạn nhé. Các bạn thử thấy cái tiện nghi của con xe 7 chỗ không các bạn? Đựng rất là nhiều đồ luôn. Bạn thấy chưa? Đồ điện đang còn nhiều quá. Cái này là mang đi để ngồi ăn cơm, ngủ lều, ngủ bại bạt. Khoái chưa? 7 chỗ, một xe sedan à. Hả? Tôi có bố chồng lên trên chỗ cái chồng lên trên thôi. Đấy, vợ mình đang làm dáng trước khi đi xa. Mùng 3 Tết, sáng mai mùng 4 Tết là mình sẽ xuất phát sớm. Rồi, các bạn theo dõi cuộc hành trình của Hữu Vất Vờ các bạn nhé. 5 giờ thiếu 13 phút. Mình dậy lúc 3 rưỡi, chuẩn bị đồ. Mình mang đồ ăn đi, tất cả nằm trên chiếc xe Xpander Cross này. Đây là chuyến thứ 2, thứ 3 của chiếc xe Xpander Cross này đi về phía Bắc các bạn ạ. Đi du lịch lần này là đi xa hơn, du lịch Tây Bắc các bạn nhé. Hai đứa con lên thoải mái. Nói chung là con xe 7 chỗ lên TV ngồi rất là sướng. Đấy, thằng cô em, thằng cô anh thì nằm phía sau, đồ đoàn chất khắp nơi luôn. Đấy, thằng cô anh đấy. Rồi, mời các bạn là đi, em khóa cửa đen, tắt điện. Tầng trên là bỏ cái lều. Đó, chuẩn bị khởi hành, kiểm tra lại lốp xe nè. Mình đã bơm lốp xe tất cả rồi, nhưng vẫn phải kiểm tra một lần cuối cùng trước khi xuất phát. Ok rồi, rất là tiện nghi đó. Đấy, thằng cô em có bố ngủ ngủ ngoan quá. Rồi, mình mời các bạn theo chân mình nhé. Mình khởi động xe, khởi động xe một xí các bạn. Ok, Xpander Cross hành trình xuyên Việt. Rất mong được các bạn ủng hộ trong chuyến xuyên Việt này các bạn nhé. Các bạn vào xem, đăng ký kênh cho gia đình nhà mình đi nhiều các bạn. Đây là cơ hội các bạn ạ. Tại vì sang năm là thằng cu anh lên lớp 1 rồi, không có cơ hội để đi nữa đâu. Chỉ có đi hè thôi, chứ còn mình muốn đi du xuân, hưởng cái lạnh của Sapa, hưởng cái lạnh của Hà Giang các bạn nhé. Let's go. Đi thôi, gia đình nhà mình đi thôi, đi Tây Bắc con nhỉ. Ok, trời đang còn tối các bạn ạ. Con xe này đèn nó sáng ghê gớm luôn các bạn ơi. Các bạn thấy không, mình pha lên này, các bạn thấy đèn nó sáng chưa? Xoay nhiều vòng em ạ, xoay nhiều vòng. Đã có người dậy đi chợ rồi mọi người này. Đầy đủ chưa? Em xem. Suy nghĩ. Ví này, cà vạt xe này, mọi cái này. Chắc là xong rồi nhỉ?
Đây là tôi cũng điện thoại của mẹ đây, GoPro trong này, máy tính trong này. Ok, khởi hành rồi các bạn ạ. Bye bye nào. Rồi đi nha. Bây giờ là 5 giờ thiếu 5. 5 giờ thiếu 5 khởi hành. Hôm bữa mẹ mới cho con một cái lan tay mất rồi. À, anh Tín là đi thể dục rồi đấy. Thể dục sớm mẹ anh ơi. Ờ, anh Tín là đi thể dục. Ờ, cái đèn này nó sáng các bạn ạ. Không biết cái Xpander mới đầy mới này đèn nó có sáng như thế này không, nhưng mình cảm nhận được là cái đèn của mình khá là ok đấy, sáng trưng luôn. Hiện tại Hiếu đang đi trên cái đường tránh mùng 10 tháng 3 của Buôn Ma Thuột các bạn ạ. Đường này khá là đẹp. Ở Tết nhất thì xe cộ đi lại cũng rất là ít. Hôm nay mới mùng 4 Tết mà. Dân công chức thì phải mùng 9 mới đi làm. Chỉ vậy năm nay là dân đi du lịch, đi chơi cũng khá là nhiều. Ngày hôm qua đi thác nhiều em nhỉ. Chờ hôm qua đi Buôn Đôn rồi đi thác dưới mình quá trời luôn. Tắc đường luôn đấy, thật hôm qua tắc đường luôn. Năm nay trong Tây Nguyên thì buồn cười quá. Chiều qua, chiều ngày mùng 3 bắt đầu mưa. Mưa phun giống ngoài Bắc ấy. Xong rồi lạnh. Nghe đâu nói là ở miền Trung đang mưa. Hy vọng là đi ngày mùng 4 sẽ không bị mưa. Hết mưa em nhìn. Nhưng mà mưa lách nhách bẩn lắm. Lần thứ hai thứ ba em Xpander Cross đi với mình đi ra ngoài Bắc các bạn ạ. Khá là hài lòng với em về cái độ tiêu hao nhiên liệu của xe thì như người ấy. Độ rộng rãi thì không phải bàn được các bạn ạ. Một em MTV tầm trung, giá tiền hợp lý mà lại đem đến cái trải nghiệm rất là hay các bạn ạ. Độ ồn trên khoang xe thì cũng không nói chung là chấp nhận được. Theo mình là chấp nhận được. Không có vấn đề gì. Đạp lướt nó tăng tốc cũng khá là ok được. Dần đầu cục trước. Nếu chúng ta biết cách đi thì chẳng có vấn đề gì. Mình đã từng bị lời gần hết cái bánh xe. Chênh vênh lên, thế mà mình về số 1, mình đạp ga phát nó lên. Nói chung là biết cách đi thôi các bạn ạ. Mọi xe nào thì xe. Xe nhiều tiền thì xe ít tiền, nhưng mà cái cảm giác á, biết cách đi và thứ hai là biết hiểu về con xe mình đang đi thì nó sẽ vận dụng nó tốt hơn. Thế con xe này có số 2L, mình biết vận dụng và cái nốt on off ấy mình biết vận dụng thì khá là hay luôn. Đèn xanh đèn đỏ số bao nhiêu rồi nhỉ, ánh sáng nó lè anh tránh nhìn thấy số bao nhiêu rồi nhỉ. Số 3 đúng là số 1. Đấy. Đi buổi sáng thì nó ỉ vắng xe và thời tiết nó khá là mát, trong này hôm nay nó lạnh nữa cơ. Đường tránh của Buôn Hồ nó đẹp nhỉ. Yeah. Nhưng mà dạo này công an nó cũng bắn tốc độ nhiều lắm. Nó bắn ở đây này. Một là nó bắt ở đây, hai là ra ngoài đến quốc lộ 14 là nó bắt. Thế là đi cứ đúng tốc độ thôi. Có những cái bảng 60 40 rất là nguy hiểm. Đường lên dốc xuống dốc cái con mèo sướng.
đẹp. Thực ra mùng 4 Tết thì vẫn còn ít xe thì một lát nữa phải chạy ra đường quốc lộ 14 đó, nó mới nhiều. Sắp ra đến quốc lộ 14 rồi. Tin trong lịch sử Tây Nguyên Tết lạnh thế này nhỉ, lạnh mưa phùn gió kìa. Em nhìn cái cờ kìa, gió kinh không. Hiếu đã ra tới quốc lộ 14 rồi các bạn ạ, chuẩn bị tới Ea Leo. Rất là nhiều xe đi du lịch luôn các bạn nhá, không biết là họ có đi xa giống Hiếu không chưa. Nhiều lắm, cứ 2-3 xe nối đuôi nhau chạy. Ở mùng 4 Tết bắt đầu đi khai xuân, đi du xuân. Ở sau 2-3 năm Covid bị kìm chân thì cái năm Tết năm nay dân cư về ăn Tết ở quê cũng nhiều mà đi du lịch cũng nhiều. Năm ngoái thì bị Covid nhỉ, đâu có đi được. Năm nay thì đi du lịch nhiều, về quê cũng nhiều. Đến nỗi mà vé máy bay cháy luôn hàng luôn mà. 24, 25 là không còn vé nữa đâu. Rất là thích các bạn ạ. Ai đứa con nó ngủ. ít nhiều có cái xe nó cũng sướng các bạn ạ. Không cần nhiều tiền, cảm thấy đủ là được. Mình thật với túi tiền hợp tiền hợp tình hợp lý đi vận hành mình thấy cũng khá là tốt, chẳng có vấn đề gì cả. Mình khá là hài lòng với em Xpander Cross, mình mua được hơn 2 năm rồi các bạn nhé. 2022 20 và mình đã mua cuối năm 2020, khá hợp lý. Xăng thì ăn như người thôi. Nhà mình đồ điền đoàn nó nhiều lắm, tính ra chắc đầy ghế. Tại vì lần này có chuyến đi xa, máy Tây Bắc mà. Em phải chuẩn bị áo ấm, mà nghe nói ngoài đó lạnh lắm. Đây là muốn xem cái lạnh của ngoài Bắc, Tây Bắc nó như thế nào. Mình chưa bao giờ được đi các bạn ạ, nên khá là hồi hộp. Lạnh không con? Lạnh nhỉ? Cảm ơn lên. Bây giờ nhà mình ăn sáng nha. À, ok, để bố lấy cái chiếu bố trải ở đây. Gia đình nhà mình sẽ ngồi đây ăn sáng. Em Jin ơi, em Jin à, lạnh không con? Hay là để bố dê xe vào chỗ này? Thôi ngồi đây cũng được. Bô lên cho nó xe nó mát cái. Chạy từ sáng đến giờ. Đấy, máy ấy, hôm nay trời mát, máy nó cũng không nóng các bạn ạ. Mình bắt đầu lấy đồ ra để ăn sáng. Ôi giời ơi, đầy đủ tiện nghi, không có thiếu một cái gì các bạn ơi. Ngồi xuống con, ngồi xuống. Ý, giờ ơi, lịch sự thế nhỉ. Ừ, lấy khăn giấy ra. Không, là khăn, lấy khăn ướt con. Từ từ thế con, từ từ thôi. Bố chắc còn phải mặc thêm cái áo khoác. Rồi, tiết kiệm nước con. Rồi đánh đi con. Có nước để uống không? Đây con, bố mang nước nhiều lắm.
Lần đầu tiên nhỉ, lạnh hê. Này mà ra Hà Giang thì chết à. Lạnh gì mà lạnh. Mẹ mặc mấy áo, bố mặc có một cái áo lót. Tin nhìn thấy không? Dê này, dê này, dê này, dê này. Quá sướng nhỉ. Yeah. Bố. Ăn thì ăn luôn trước hả bố? Mang cả hai ra, thích ăn cái gì ăn, có kéo cắt ấy. Để bụng ăn cơm con ạ. Ừ. Bố chặt dừa cho Tin Jin lại uống cho khỏe nhá. Đang đói à? Rồi ăn thôi, mẹ mang cái nồi thịt kho đấy. Đây bên cạnh Tin này. Ngon. Ngon không con? Thịt gà của bố nuôi mà lại không ngon à? Một nồi thịt kho. Đó, đi phượt các bạn ạ. Đi phượt là nó vời đấy. Ui giời, ngon chưa? Đi phượt là không cần phải vào nhà hàng gì hết đấy. Mình mở cái nắp bô cho máy nó nguội. Có nhiều bạn thì sẽ không mở, nhưng đối hiếu thì cứ dừng xe mình ngồi, mình mở để cho các cái rong cao su á, tụi nó cũng đỡ nóng. Nhưng ngày hôm nay trời khá là lạnh, mát, chạy sướng. Rồi, mình mời các bạn ăn sáng cùng với gia đình nhà mình nhá. Có thịt kho, gà kho, thịt gà kho, thịt gà luộc, cơm nắm. Ui dạ. Mời các bác ăn cơm chưa? Rồi, mời các bạn. Ừ, thịt gà ngon nhỉ, con gà nhà nuôi 4-5 tháng trời. To, con gà trống này to bố nhờ. Ừ. To bằng cái bụng bố. Ừ. Làm miếng dưa leo. Ừ. Mắm nên muối vợ làm này, tiêu, hành. Em Jin ăn đi, em Jin bỏ bao tay nào. Nhồi gà kho ngon quá.